Chào bạn, cảm ơn bạn coi video mình. Video này bây giờ mình sẽ làm video nói về bóng gỗ rồi mình quay mình chấm gỗ. Rồi mình tấn công, mình giải thích tại sao mình tấn công như cái này rồi để các bạn hiểu biết thêm. Có gì thì gửi nhắn cho mình trên Instagram, Facebook, YouTube cái này nọ, bình luận hay gì đó. Góp ý kiến hay gì đó. Nói chuyện mình nghe. Ok. Tướng này đứng. Ủa có chân rồi, có ô có chân kìa, ô như tập tại á, bự sợ. Ok, ok, mặt bóng nên đồng đội nè, này đồng đội mình, này đồng đội mình, anh này đồng đội mình, anh này cũng đồng đội mình. Đội mình á thì chỉ có mình biết chơi bóng gỗ nhiều năm à. Ở mấy kia thì chơi bóng đá hay là không chơi. Bởi vì mình phải tấn công nhiều hơn mấy đứa khác, mình phải ăn cắp trứng gà hơn mấy đứa khác, mình phải ham ăn hơn mấy trứng khác để có cơ hội đội mình có thể thắng. Tại đội bên kia nè, có ông này nè, ném bao nhiêu quỷ vậy. Rồi có ông này nè, biết chơi rất là giỏi. Rồi có người này, rồi người này nữa. Bởi vì bên bọn mình á, bên đội mình á thì một người biết quýnh, rồi bên kia thì có hai người, ba người biết quýnh. Bởi vậy mình phải chơi làm sao mình phải ghi điểm để đội mình có cơ hội có thể về hoặc có thể ăn. Nếu mà mình không ghi điểm, mình chuyền mà mấy người kia tấn công không được là mình sẽ thua. Ok, coi cái đầu tiên ha. Đầu tiên là sao mình chuyền vậy, mình đứng vậy, mình thấy đồng đội mình đây nè. Khi bạn nhà bóng á, bạn chưa sẵn sàng chuyền á, đừng có cầm bóng gì. Cầm bóng gì á, cái người kèm bạn như người này nè sẽ là hù bạn để bạn chuyền bóng ẩu, rồi xong đồng đội của họ sẽ lấy được bóng. Anh này đang kèm mình, rồi người này á thì được anh quần màu đỏ kèm, rồi người này đem kiến á, đồng đội mình á thì gửi người này kèm. Xong rồi mình thấy ok anh này đây rồi, đừng bao giờ chuyền cho đồng đội bạn một cái góc này. Góc này á thì khó có thể di chuyển làm lắm gì không. Mình biết anh ta ném bóng không giỏi, bởi để góc này thì anh ta thể mắc bóng hoặc ném bóng rất là ẩu. Bởi vì mình thấy ok, mình thấy cái này chuyển không được. Rồi tú bên đây á xa, người thấy bên bóng ở này xa, ok có thể mình chuyển được. Xong rồi ném bóng mạnh thiệt mạnh ra, qua khỏi cái tầm người, tầm bóng mà qua khỏi cái tầm tay của người mà kèm đồng đội mình, để anh ta sẵn sàng anh ta ném. Mặc dù chỉ đó anh ta ném hụt, nhưng mà cái đó là ném tốt, tại vì anh ta chống có cơ hội ném sẽ cao hơn. Nếu mà mình cho người đồng đội mình này á, nếu mà mình chừng miếng bóng á cho người này á thì cơ hội nên ta ném sẽ khó vào hơn, tại ta ném bóng không giỏi. Còn với anh ta ở xa, rồi mình có đồng đội của mình đây, rồi xong rồi người kèm anh ta, bởi có thể có hai người đối phương kế anh ta, bị anh ta rồi anh ta ném sẽ rất là thấp hơn là nếu mình chỉ có người này, tại người này chống rồi người này xa hơn. Rồi có ném á thì mình, tại mình chơi lâu rồi xong mình có thể biết ồ cái người này xa cỡ nào mình ném vậy thôi. Rồi bạn chơi càng nhiều thì bạn chơi sẽ giỏi hơn thôi, biết chuyện như thế nào nè. Trong bên cái đối phương, có đối phương này đâu có chơi bóng gỗ đâu, bởi đi chạy cái xong rồi như đau đùi đau thịt gì đó, bị trùng cút hay gì đó ở lòng đi đi đâu. Thay người ta có bóng tấn công chứ người ta vẫn còn ở đây đau chân người ta ai già đâu á. Mình tấn công, không đội mình có tấn công, gọi là người đồng đội mình. Ủa? Và here we go, ném bóng quá giỏi. Ok, coi lại, không đội mình ở đây, thay vì mình chạy ở đó thì người này sẽ kèm mình phải không, bởi mình chạy đây để cho chóng hơn. Rồi đồng đội mình cũng ở đây nè, không khi người ta xây người phải không, xong mình giơ tay lên
bé bé ơi, mình tán đây, nếu mình la lên á, ê túi đây nè, là cái người này thấy, người này sẽ kèm mình, hiểu không? Bởi mình giơ tay thôi, anh ta nhìn bọn nhìn không, nhìn mình thấy được, xong mình ta có thể chuyện. Rồi mình không có đứng gần ở đây, đứng gần ở đây á thì người này sẽ lại lấy bóng không, bởi vì mình đánh xa anh ta ra, xong thấy không, đánh xa anh ta ra để mình có cái khoảng trống để mình ném được hơn. Rồi mình thấy anh ta lợi, mình thấy anh ta lợi không, thấy không, mình nhá một cái jab step một cái để anh ta nghĩ là mình sẽ chạy vô trong, bởi xanh đứng lại không, là lúc này mình có khoảng trống là anh ta chạy nhanh cỡ nào cũng không có cản mình được. Không, có thể coi lại thêm một lần nữa bạn thấy. Nhá không, đơn giản cái ở dưới tay không? Bạn làm sao để cơ hội bạn ném cao hơn, rồi bạn chống hơn thấy không? Ở dưới trong bóng gỗ á, bạn phải tập luyện nhiều. Tại khi bạn chơi á, nếu bạn chơi trung bình hay gì đó hay là không được và là giỏi á, bạn ném cơ hội bạn ném chừng 3 hoặc 4 trái thôi. Bởi làm sao bạn ném được nhiều hơn, ghi điểm tốt hơn. Bạn phải tập luyện nhiều. Ham ăn. Cái thằng nào mà ham ăn dữ vậy? Mình có bóng à. Chạy nhanh không? Mình chạy nhanh hơn đến đối đối phương này không? Mình thấy anh ta đứng đây, không thấy đồng đội của mình. Flow đều ú ô à. Không, nè Phan, Phan coi lại. Có hai người kèm mình không? Bởi vì mình cầm jump shot lên á thì có thể anh ta thể nhảy lên cản hay là người này thể cản mình được. Bởi vì mình là dùng flow rồi. Ném. Không, ném cũng cao vậy không? Nhưng mà nó lệch luôn qua bên phải không vô. Tại không phải mình không ăn. Mình làm tấn công nhiều á để đội mình có cơ hội ghi điểm được. Rồi tại cái này quýnh có 11 điểm thôi, bởi mình phải ghi càng nhiều điểm càng tốt. Để đồng đội mình có cơ hội, để cái đội mình có cơ hội để quề với đối phương hoặc thắng, tại bên kia có nhiều người quýnh hay hơn. Bởi vì mình mới pha ham ăn như vậy, mà cái đó phạm lỗi, không biết ai phạm lỗi mà phạm lỗi. Lộn xộn. Ok. Cũng mình nữa. Đối phương nè, 1 2 3 mình đây nè. Dừng trái hay phải thôi. Nhồi, một nhồi. Mình nhá. Không, mình nhá không, mình nhá vậy xong mình thấy đối phương này đồng đội mình chống hay không? Mình chuyền bóng lên cao. Xong rồi không, mình giơ tay lên, tại cái lúc này người ta hù mình á, bởi vì bạn phải giơ tay lên thì bạn nói người ta, ê, bóng bóng bóng, họ cũng áp lực nhiều quá, phải không? Mình giơ tay lên. Cái này ham ăn nữa không, chưa cầm được bóng mà nhìn gỗ rồi, bởi vì chậm một hai giây không, đối phương lại tưởng là vào không. Ủa lui lại, đừng có lui, đừng làm màu mè, ném giữ thẳng tư thế, đừng có làm gì hụt chứ đó, tức thì thôi. Ok, anh ta có bóng lại nữa, ba người kèm ta. Không bấy không tức là follow luôn thôi, không phải ném như vậy không, ném gì không. Nothing but net. Mặc dù tương đương như tương đương trái bóng này anh ta ném hụt đi,
Nhưng mà cái trái đấm này là tỷ lệ nó sẽ ghi điểm vô sẽ cao hơn là mấy trái khác. Với trong trong trận đấu bạn làm sao để như bạn có thể chịu một trái bóng, hay là bạn trái bóng mà bạn ném á, là cơ hội càng cao càng tốt. Phó lùi thu đàng hoàng luôn không? Để tay đó vào. Hay hay. Chắc nguyên trận đó anh ta được ghi được điểm đó thôi. Ok, anh coi lại. Ok, mình bóng kèm người. Thấy có một người không? Anh ta đứng dậy. Một, hai, bước ngang. Lại hụt nữa. Có đồng, có bóng. Gần gỗ gì mà hụt tiếp. Bởi vì tại sao mình phá ăn không? Đồng đội mình cũng không được. Người ta không phải không biết không được mà anh ta mấy anh này không có chơi hoài hay không? Rồi với anh ta mấy anh này đá bóng, đá banh chứ không phải chơi bóng gỗ. Bởi mình phải ham ăn. Mắc bóng. Ok, phải coi lại tại sao mất bóng. Tại sao nhờ bóng là cái quan trọng phải không? Đây có bóng. Sao? Nào, anh ta tại không chơi bóng gỗ. Không, nhìn xuống bóng không? Không, bạn nhìn ta nhìn xuống bóng không? Nhìn xuống bóng. Còn cái người này thấy thấy vậy. Đụng cái mặt bóng. Tại mình khi bạn bạn chơi bạn biết cái người nào mới chơi hoặc cái người nào ném bóng không giỏi thì họ ném bóng họ sẽ một trái phải hay phải qua trái, hay là tay thuận qua tay 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 họ không thuận á qua bên phải lại, hay tay họ thuận qua bên trái lại xong để mắc bóng phải không? Ok. Mình có bóng. Mình có bóng. Ok, hụt. Vàng. Trái hụt bên chân mà trước cái đó rất là quan trọng. Bên có bóng. Khó làm màu mè. Một hai. Tay tay này mấy người này không biết chơi bóng gỗ. Người này nè, anh ta không biết chơi bóng gỗ nè, anh ta không chơi. Cái người này thì biết không? Bởi cái người nào mà khi đối phương bạn khỏi là màu mè chứ bạn giờ người ta phòng thủ bạn như thế nào, một hai qua mặt họ chứ khỏi cần làm năm sáu cái nữa. Nếu bạn có thể qua mặt họ một hoặc hai bước hay là một hai cái vẽ vẽ bóng á, một hai hai cái dribble á, tại sao bạn phải cần nhồi bóng chừng năm sáu bảy cái qua một qua mặt cái đối phương đó, trong khi đó bạn thấy một cái nhồi hoặc là qua mặt anh ta được rồi. Nào mình chạy vô không? Mình thấy anh ta này ở đây, thấy đồng đội. Mình cái góc này nè, cái góc mắt này không? Ví dụ nhìn này nè, mắt cái góc này mình thấy được. Bởi không? Mình nhồi mình thấy đồng đội mình ở đây, rồi thấy trước mặt thì mình thấy người này. Bởi không? Mình lấy tay ú. Để cái tay trái ra. Còn tay phải nè, nhồi nhồi cái để búp, để lên. Tự nhiên cái bóng nè, cái tay phải mình để tay phải lên bung chuyền cho chuyền phía sau. Là mấy người đồng chuyền phía sau. Anh ta có bóng, mấy người này không có biết được, người này không có biết được luôn phải không? Bóng đâu rồi, cái chuyền rồi bung bung à, coi lại nè, chậm cho các bạn coi không. Bùm. Mặc dù ném hụt nhưng mà cái tỷ lệ anh ta ném vô sẽ cao hơn, tại vì không có người nào kèm anh ta được, anh ta không có áp lực, thấy không? Thì phải chiếu nhanh lại để coi. Ok.
Vào. Ồ mà có bông. Mình đi chậm lại. Để mình thấy, để mình coi quan sát coi đối phương như thế nào không. Thấy phú dễ qua cái. Thấy anh ta lại và thì như là khi bạn tấn công á, nè khi bạn tấn công á, đối phương đứng dậy là anh ta chưa sẵn sàng phải không? Và bạn phải hạ thấp người xuống để dễ qua nhanh lên. Mà xong anh ta đứng đây lại là mình đã ném bóng ngân la ra rồi. Vào. Tưởng tượng nè. Nếu mình ném hụt, đồng đội mình cũng còn đây có thể lấy được rebound, ném vô lại cũng không có sao. Hey. Good job Hiếu. Ném ba cái. Ok. Coi gì không? Đồng đội mình có bóng. Mình thấy anh ta chuẩn bị chuyền không? Mình chạy nhanh ra. Cái làm bóng. Anh ta cái tư thế này chưa sẵn sàng không? Gạt ngang cái. Đứng đây. Ném. Phạm lỗi. 3 điểm. Phạt 3 trái. Ok, kế tiếp. Cái cách tấn công thôi, không gì hết. Ghi dứt điểm. Phải. Cái này như tương tự như đồng đội mình nè, có bóng của mình nè, còn đối phương khi mà anh ta lấy bóng không rồi ném không, bạn phải đi theo cái đồng đội của bạn, tại tương tự như anh ta hụt cái này, hụt cái layup này không, mình có thể mình cầm bóng rồi ném vô lại, chứ đừng có ý là ồ người đó bóng một mình layup sẽ dễ dàng không, có nhiều cái hồi hộp bị áp lực hay này nọ, hay là thỉnh thoảng lên layup mà cũng hụt hoài gì thì gắng chạy theo để có gì lấy được rebound rồi xong rồi ném bóng vô lại. Cái đồng đội mà mình phải giúp đồng đội mình chứ. Mặt bóng. Ok. What happened? Có chuyện gì xảy ra vậy? Không. 1, 2, 3, 4 đối phương. 1, 2, 3 đội mình. Tại mình y đừng bao giờ vô cái góc mà dí, tại bốn đối phương đây mình bên đây có ba người, vô góc này có người này kèm lại là hai kèm một rồi. Mình y rồi xong rồi dễ anh ca đụng mắt bóng. Mắt bóng bóng bóng. Ok, tiếp tiếp. Để bạn biết chạy chỗ trống á không? Để nó thoáng hơn. Ném. Ok, hụt. Trống. Ném ba hụt tiếp. Mình tay ghi được điểm. Ok. Người cái bóng mình đứng đây mình giơ tay, tại có người này kèm mình bởi ta chịu không được, bởi vì bạn nếu một cái góc này không trống bạn chạy qua trong phải chạy qua phải di chuyển chứ đừng có đứng một chỗ đó như cái tượng một một bức tượng thấy không, đứng đây là người này đã trễ rồi, tại anh ta lo cái sẽ người này sẽ trống bởi ta đứng đây mình có trống bán ba mà hụt mà có đồng đội bên đây ghi vô.
Bởi lúc mà cái đầu tiên bạn không chạy, không có được, không có trống á, chạy tiếp, di chuyển tiếp, phải di chuyển hoài để đối phương không biết bạn ở đâu, di chuyển để bạn trống rồi ghi điểm. Đồng đội mình giơ tay chuyền cho bóng mình không để người ta ném. Trời ơi trời, đồng đội tôi, đồng đội tôi bén ta bén này, đá bóng giỏi, đá banh hay lắm mà. Bắn mà đụng tới đây. Không luôn. Ồ mình có bóng. Ồ mình có bóng, mình làm sao? Ê chạy đi. Ok. Ok. Các bạn nghĩ là mình chuyền dở. Phan 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 phan. Từ từ. Để coi lại tại sao mình là chuyền bóng vậy. Nào, ok có bóng. Không có bóng. Mình cầm bóng. Đồng đội mình đây. Đồng đội mình ở đây. Còn anh ta đem kiến ở tuốt đây. Có cao. Có gầu phải không? Tay người này nhìn mình. Cái người này kèm mình, nhìn bóng mình, người này kèm mình. Coi cái người này mình nhìn mình, thấy không? Mình thấy anh ta rồi, mình thấy anh ta đi rồi. Mình cho bọn mình nhìn ở đây. Để cái người bạn quần đỏ nè nghĩ là mình sẽ chuyển đây. Rồi mình thấy anh ta ồ đi rồi, anh ta đi rồi, anh ta đi rồi. Giống như là đi phía xa, tại người này không thấy được không? Người này không thấy anh này, người này thấy mình với anh này thôi, hoặc người này thôi, thấy không? Bởi mình với bộ như, ê, đi qua đi qua. Mình nói, ê, ê, mình chuẩn bị nhận bóng à. Mình nói, ê, mình chuẩn bị nhận bóng à. Mình nghĩ anh ta sẽ đi tuốt ở dưới đây, thấy không? Tuốt ở góc này, thấy không? Để ghi điểm. Chuyền, thấy không? Mà anh ta đứng đây, anh ta dựng lại. Anh ta dựng lại. Nè, coi lại. Ta đứng đây người ta dựng lại cái bóng này, không mình chuyền cao hơn tay của người ta nhảy tới, người ta chạy nhanh chút xíu lại đây là lấy được bóng rồi, không thấy không, hơn người ta chút xíu thôi. Nếu người ta chạy lên như chân 4-5 bước thêm là tới rồi, nhưng mà người ta đứng lại tại anh ta không có biết, không cái này như tưởng tượng như bật tường, hiểu không? Bật tường á, như bóng đá bật tường bạn biết không? Bạn chuyền để người ta chạy ra để chuyền xa hơn nữa, người ta không biết, người ta dừng lại bởi cái bóng thì nó quá nhanh hơn ta rồi, người ta dừng lại là mất bóng rồi, không coi lại, coi lại coi nhanh lại nha. Ồ mình nghĩ người ta tưởng đi đi, ồ đi đi đâu, dừng lại mất bóng xong. Vào điểm. Tại sao? Lúc nào? Tại sao cái trận này bạn thấy lúc nào mình cũng ghi điểm hết, hoặc lúc nào mình cũng cầm bóng mà ném bóng hết, mặc dù ném hụt vẫn ném hoài. Tại đồng đội mình không có chơi giỏi, bởi mình phải tấn công để ai cũng chú ý mình. Để khi mình chuyền bóng á, đồng đội mình sẽ trống, tại ai cũng chú ý mình hết. Đây là một cái ví dụ rất là hiệu quả. Như nè, ok. Ta nhìn bóng nói chuyện. Mình đây giơ ta lên. Đó. Mình chạy ở đây, mình thấy anh ta rồi. Đồng đội mình. Người này thì người kèm mình thì mình biết là sẽ qua mặt dễ dàng rồi, tại anh ta chậm hơn mình 1 bước. Mình chạy trong. Xong rồi anh ta sẽ dừng lại. Anh ta nghĩ là mình sẽ tấn công vô nữa. Trong lúc này không, anh ta dừng lại không? Dừng lại qua bên phải lại không? Bên phải đây ra để mình cản mình không? Trong lúc này mình chuyền cho anh này, không nhìn thấy không, người thấy không, chuyền thấy không, không nhìn thấy không, không có nhìn gì phía trước, bởi anh ta nhìn mình đâu có nhìn bóng, đâu có nhìn mình, có bóng,
Còn mấy người này thì nhìn mình không, rồi xong rồi anh ta thấy người đó có bóng lại, anh ta đã sẵn sàng ném rồi, vào dễ dàng. Mà tưởng tượng cái này, tưởng tượng nào, coi lại. Tưởng tượng cái này, lúc này á mình truyền liền á thì người này phải chạy lại, người này chạy lại, hay không? Bởi mình phải chạy vô sâu để người ta dựng lại, để ai cũng nhìn mình hết trơn, hay không? Để người ta mới chống. Nếu mình lúc mình có bóng ở đây mình truyền liền thì ba người này sẽ lại kèm người ta, hai người này sẽ lại kèm người ta, người này sẽ kèm người ta, thấy không? Bởi vì chạy vô xong để mấy người này, mấy người hai người này nha, thay vì chạy lên ta, hai người này sẽ chạy lên ta phải dừng lại tại sợ mình tấn công vô trong. Rồi người này á dừng lại không, mình chuyện không nhìn bóng, sẵn sàng ném đối phương lại cũng quá trễ rồi.